đối với Mazda 3 từ đời 2020 trở lên đấy, thì nó đã có một cái màn hình như thế này rồi. Khi mà các bác lắp đặt một cái bộ Android Book này ấy, thì nó có một cái bất tiện, đó là nó vẫn sử dụng lên trên này được, nhưng mà khi mà mình sẽ không sử dụng cảm ứng được trên màn này. Và cái bất tiện đấy thì bây giờ các bác sẽ đổi sang cho em cái màn như này đó, lắp giữ nguyên hai hệ điều hành nha các bác nhé. Đó thì khi mà mình đi trên đường ấy, nó sẽ đổi thành cái màn Android là mình cảm ứng như bình thường luôn, không phải sử dụng cái bóc mà mình phải sử dụng chuột nữa, rất là đơn giản luôn. Và với cái bộ màn hình Android hai hệ điều hành này thì nó sẽ giữ nguyên và nó sẽ cắm toàn bộ là jack zin hết nha các bác nhá. À, bộ dây jack của nó đều là cắm jack zin hết, không phải cắt hay là chích đấu nối gì cả. Và có khay sim ở đây cho mình lắp đặt khay sim luôn này, rất là đơn giản luôn. Và bây giờ bên em sẽ tiến hành thi công các bác nhá. Đây là sau khi mà bên em lắp đặt xong này, các bác có thể nhìn thấy ở trên này đó là màn hình sau khi mà mình đã lắp đặt này, và màn hình nguyên bản của xe này nhìn các bác thấy ạ, vẫn giữ nguyên nhá. Nhưng mà bây giờ các bác có thể cảm ứng được ở trên màn này, rất là tiện luôn đúng không ạ? Đây, bình thường khi màn này thì các bác sẽ không cảm ứng được trên màn, và khi lắp màn Android rồi các bác có thể ra lệnh giọng nói ở trên này được luôn. Cái này em chưa bắt internet cho nó, nhưng mà các bác sẽ có bản đồ để dẫn đường này. Đây, và có cảnh báo tốc độ trên này luôn. Thì các bác di chuyển ở khu vực cung đường nào, nó có tốc độ giới hạn bao nhiêu, nó sẽ hiển thị ở trên này và nó có cảnh báo âm thanh ra cho mình luôn. Rất là tiện đúng không ạ? Mình có thể bấm tăng giảm âm lượng, tất cả các phím ở trên này mình đều giữ nguyên zin hết nhé. Khi ở trong giao diện này các bác mà về lùi này, nó sẽ giữ nguyên cam lùi cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà muốn thay đổi nâng cấp lên cái bộ 360 thì mình sẽ thay cam, còn không thì mình giữ nguyên cái cam lùi này và mình chỉ thay màn này thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Bác nào mà đang sử dụng cái dòng Mazda 3 mà lắp Android Box mà bất cập khi mà đi trên đường mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Cala Thánh Nguyên để thay thế cái màn Android các bác nhé.